Các bạn các vị, đây là hộp của chiếc điện thoại mà đến từ thương hiệu Lego mà mình đã từng chia sẻ với mọi người. Thực ra đúng đấy là Lego. Và mình sẽ mở hộp cái chiếc điện thoại có một thiết kế đẹp. Đây là chiếc E-Line 1. Hộp của nó làm khá to. Bên trong hộp thì đây là sản phẩm của mình với máy màu trắng, viền màu vàng. Mình sẽ để sang một bên, có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với các anh em về chiếc máy này. Bên dưới sẽ đi kèm với miếng dán màn hình. Rất cẩn thận là chúng ta có cả dán trước và dán sau luôn, vì mặt lưng nó là bằng kính. Mọi người sẽ có cáp kết nối micro USB, ta sẽ có tai nghe, cục sạc và ở đây nó còn có thêm một cái phụ kiện, đó là cáp USB OTG cho mọi người. Quá nhiều phụ kiện đến từ nhà sản xuất này và giá bán thì các bạn có thể tham khảo ở link bên dưới mình sẽ để cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn những cái điểm mà mình ấn tượng. Đầu tiên thì về thiết kế bên ngoài, sản phẩm này có sự lai tạp giữa Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 4, Galaxy S2, Sky A910. Cái phím home thì lại giống A910 và chiếc Galaxy S2, nhưng nó đi kèm cả miếng vân tay. Và mặt trước viền màn hình siêu mỏng cánh và cái sự thiếu cân đối thì lại giống với lại chiếc Mi 5. Phần viền làm từ kim loại rất đẹp và sang, lại trầu sống với chiếc Mi 4. Và các bạn thấy mình mô tả kỹ hơn thì mọi người sẽ thấy là mặt sau của nó cũng được làm bằng kính. Kính này là kính cường lực Gorilla Glass nên mà khả năng bảo vệ cao. Và đây màu trắng, và các bạn đừng nghĩ nó màu trắng thường mà khi nghiêng ánh sáng nó sẽ có hơi ngả xanh ở cái vùng trung tâm, lại hơi giống với chiếc Galaxy S6 là cái nó gọi là cái gì màu ngọc. Đây là camera chính 16 MP để một LED. Mọi người sẽ có biểu tượng nhà sản xuất. Bên phải sẽ có phím nguồn, tăng giảm âm lượng và một phím chức năng đặc biệt. Phím này không cố định sẽ là phím chụp hình mà trong phần mềm sẽ cho tùy biến là các bạn bấm giữ sẽ mở camera hoặc mở bất kỳ ứng dụng nào mà các bạn muốn. Phần viền xung quanh được làm từ kim loại hoàn thiện tốt, rất sang trọng và cực kỳ chắc chắn. Tuy nhiên thì mình sẽ thấy là cái đường diamond cut này của nó ấy, thì sẽ có được lớp phủ bóng, nó không được làm ngon giống như là Mi 4. Có lẽ với tầm tiền này thì chúng ta chấp nhận được. Bên cạnh trái sẽ đi kèm với lại khay đựng SIM. Bên dưới có loa ngoài được đặt hai bên hẳn hoi vì mic của nó là sẽ là cái mic nằm bên cạnh cái cổng sạc micro USB. Mặt trước đây là màn hình 5 inch và các bạn sẽ thấy là màn hình này thì trông tưởng viền siêu mỏng cánh giống y hệt cái cảm giác khi lần đầu tiên thấy con Mi 5. Ai dè cái viền đen bên trong dày một đống như thế này thì cho thấy thực ra sản phẩm này không phải là cái loại siêu mỏng cánh mà nó chỉ là làm fake như vậy mà thôi. Trên và dưới làm thiếu cân đối nhau, bên dưới làm dày hơn do nó phải chứa vị trí là phím menu, phím back và phím home. Phím home này đi kèm với cả biến vân tay và tốc độ đọc nhanh, mình sẽ thử cho mọi người nhá. Cái biến vân tay này bấm đó đã có thể đọc thành công. Lần hai chỉ cần màn hình sáng lên là lập tức cái vân tay này sẽ nhận được và mở khóa máy thành công. Và thậm chí mình sẽ thử lại các bạn nữa là làm theo kiểu 69 này, đầu đuôi đổi ngược này, đó, 360 độ là nó đều có thể nhận được một cách dễ dàng. Màn hình của nó 5 inch độ phân giải Full HD, chất lượng đem lại là tuyệt vời vì đây là màn hình IPS. Màu ám vàng rất nhẹ, không bị nặng quá, màu sắc trong trẻo dễ nhìn và độ sáng cũng rất cao. Đơn giản, đây là một màn hình đến từ JDI, Japan Display, một nhà sản xuất cung cấp rất nhiều màn hình cho các nhà sản xuất nổi tiếng. Và ở đây thì với chiếc máy này cũng không hề làm bạn thất vọng vì chất lượng hiển thị. Ở phía trên sẽ có camera selfie là 13 MP, rất lớn. Chúng ta sẽ có cảm biến và loa thoại. Thiết bị này đang sử dụng cái vi xử lý 8 nhân MediaTek 6753 đi kèm với lại 3GB RAM, 32GB bộ nhớ trong Android 5.1, hỗ trợ mạng 4G. Có thể nói đây là một cái thông số cấu hình quá là đáng mơ ước, trong phân khúc giá của nó là khoảng 3 triệu rưỡi dưới 4 triệu đồng. Con này mà bán chính hãng hoặc là sách tay Việt Nam chỉ còn hơn 4 triệu thì là một cái mức giá rất là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên thì ở đây nó cũng đi kèm, các bạn thấy là giao diện rất độc đáo. Giao diện này được lấy icon cảm hứng từ nhà sản xuất LED TV. Vâng, và nó là một sự lai tạp của nhiều cái, nhưng mà các bạn đừng nghĩ xấu vì thực ra đây là cái tính năng của nó thôi, cho đổi icon. Mình vuốt hai ngón tay lên màn hình, tự động sẽ được thay các icon khác. Vuốt tiếp lần nữa cho các bạn xem. Đây, một cái cử chỉ thông minh rất hay. Vuốt ba ngón thì lại sẽ cho phép các bạn là chụp ảnh màn hình, nhưng mà tính năng này quên bố mất chưa bật lên. Và đây mình thử cho các bạn, mình bấm giữ cái phím bên home sẽ mở ra được cái camera. Mở đi mày. À chết cha, mình đang set nó làm mở nhạc. Đây, thì mình sẽ truy cập cho các bạn vào xem. Đây là cái chức năng Smart Button. Thì với tính năng này, các bạn có thể mở được bất kỳ một cái nào đấy. Mở camera, mở Chrome, mở trình duyệt ảnh. Ok, mình sẽ mở là trình duyệt ảnh. Sau đó mình sẽ bấm giữ cái này. Đó, thì bây giờ nó đã mở trình duyệt ảnh ra cho mình rồi. Tức nghĩa cái phím này không bị cố định chức năng mà sẽ tùy biến được. Nó còn đi kèm với rất nhiều các công cụ và phần mềm thông minh khác được gọi là bộ công cụ Smart. Ví dụ Smart Motion lại còn ghi sai chính tả nữa. Nó sẽ bị ghi nhầm là Smart Motion. Ở đây thì chúng ta có thể vẽ các cái ký tự như chữ C ra camera, chữ V kép ra Chrome, V kép C thì nó nghĩa là ra nhà vệ sinh.
Chúng ta còn có Smart Motion cho phép người dùng như là khi nghe cuộc gọi bằng cách là đưa máy lên tai hoặc là vuốt để có thể nghe được, úp máy xuống để tắt âm. Ở dưới chúng ta còn có chế độ chống trộm này, Smart Setter, Smart Stay, Security, Security, các thể loại. Nói chung là có quá nhiều tính năng trên cái chiếc điện thoại với cái phần khúc giá là dưới 4 triệu đồng như này. Và nó cũng đi kèm với cái camera chính là 16 megapixel, sử dụng cảm biến của Sony F2.4 và chất lượng camera thì khá cùi. Nói chung là không kỳ vọng gì ở những cái con điện thoại mà với phần khúc giá khoảng dưới 4 triệu mà sẽ có camera tốt cả, vì nó đã có một cấu hình ngon, màn hình hiển thị đẹp, vân tay nhạy, nhiều tính năng hay. Tóm vái lại, đây là một chiếc máy mình cho rằng là rất đáng là mua. Mình sẽ cho link bán hàng ở bên dưới, với các bạn nghĩ sao? Mời để lại comment và bình chọn ở góc màn hình các bạn yêu thích sản phẩm này không, và các bạn muốn làm gì. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.